Tính ra là anh nạp nhiều mà đánh với các bot cũng lời hơn tí, anh về sít thấp như đám T1. Bố bên kia nhỏ đợt trước à? Không có nhỏ đâu, bốn đông á. Hình như bên nó đến tầm sáng nó đông hơn đấy. Lại đẩy rồi. Nhưng mà kiểu địch địch gần hơn đấy, họ đánh xong họ họ chết họ lại về họ ra luôn. Êm chưa anh là sao? Êm rồi nha, đèo 4 là êm rồi. KVK1 vẫn vui nhất anh nhỉ, đang đánh luôn à? KVK1 vẫn là vui nhất tại vì tất cả đều là new buy ấy, thơ sướng. 300 chiến binh lại tử thủ tiếp. Rồi đang thủ cho anh em. Hy vọng là lần này để xem lần này có bị đẩy vào phía bên trong cái khe nữa không. Vẫn đang là nhấp những pha nhấp nhả tới từ cả hai bên. Justinian đi chính đánh đồng. Gogo đỏ máu của ai kia? Địch nó chết xong nó ra lại nhanh thật sự. Hiếm thấy Belly quá à. Thực ra nếu các bạn để ý là bôn này cũng có vài con Belly á. Nhưng mà Belly nó đi phụ nhiều khi các bạn khó nhìn là một. Nhưng mà bên địch có một người chơi đánh Belly Honda xài nãy giờ luôn. Nam đế đoàn chính thuần. Bây giờ mới có ủng hộ bot được, nãy qua xem lão réo comeback live đêm à? Trực tiếp game live stream lại. Mình cũng thích ông Dũng CT. Một phần là vì ông ấy cùng tên mình, cùng tên y chang luôn. Thứ hai là ông đấy cũng CT giống tôi. Mình cũng xem trực tiếp game từ đợt năm mình bắt đầu xem. Mình không phải là xem kiểu thường xuyên, không phải kiểu CT, nhưng mà mình cũng xem từ đợt đợt livestream trên Facebook có game Paladin. Hồi đấy xem buồn cười tếu. Về sau đổi qua like các nền tảng, mình ít xem nền tảng, mình toàn xem YouTube. Về sau đổi qua like nền tảng mình không xem mấy. CT là gì à? Không biết, CT là tùy người. Mỗi người một cách hiểu. CT là cao thủ. Địch đông thế nhở? Tôi trợ giúp cho 648 bằng cách là tôi sẽ đi thở cao nhà nó. Thở cao nó tưởng nó bị zero đúng không? Quay lưng không ra nữa. Để yên đừng zoom đốc thôi à. Zoom lại xem môn địch có đông không nhé. Để yên như này mình đếch biết được là ai đông hơn. Mình phải zoom bé lại tí mình xem coi. Ví dụ xem như này thì mình thấy là địch với mình đang xem là chiếc zoom to này, tôi không biết là bên nào với bên nào đang về số lượng bên nào đang hơn. Zoda còn chơi nữa không nhỉ? Zoda nghỉ rồi.
SCT là trung tình. Bật đạo quân lên dễ xem hơn à? Pha này trông địch có vẻ yếu hơn đấy nhở. Hồi nãy địch nó còn đẩy được vào trong đến đi qua cái chỗ khe núi này, bây giờ đây đẩy đâu vào đâu. Đẩy ở ngoài xong là thôi đấy. Ông nào chơi cả Edward đánh đồng kìa. Edward ra các lượng để dặn skill bao giờ mới ra ta? Kiểu ra các lượng hồi nộ cho Edward ra skill sớm hơn. Vãi nồi. Joker 99. Nhìn điểm tiêu diệt hiểu vấn đề luôn. Thiên đỉnh cung xong đến kỵ Aroc. Đúng rồi, thiên đỉnh cung xong rồi một là kỵ, hai là mít chút thôi. Cũng có thể là nhà kỹ năng gì đấy sao biết được, nhưng mà chắc là nhà kỵ. Kỵ cộng bao nhiêu thì chịu. Nhiều khi game cho nhà cộng 20 ai biết được. Nasu. Pha này địch yếu hơn rồi. Đẩy không được như hồi nãy nữa. Lại tụ bồn lại. Nhanh gớm. Anh em sau 48 giờ rút về thôi. Địch tụ bồn, mình cũng tụ bồn. CG KK dí. Kỵ 20% chắc là bố của xã hội luôn quá à. Thì kỵ 20% công, sau có ra 20% thủ, 20% máu. Thì có phải là như bây giờ nó là ra nhà 20% công ấy, thì các bạn lại chờ nhà 20% máu các bạn mới đua cái gì nữa. Chừng nào vòng quay bộ thì tùy người, à tùy kingdom nhá. Match chinh phạt đợt này đó là vòng quay cung. Thì đúng là thứ tự là 2 tuần nữa sẽ là vòng quay bộ ấy. Có khi làm quả 10% skill dam thì cũng đúng, không biết được. Chạy gió tụi bôn rất nhanh, đã có một cái bôn nhỏ ở đây rồi. Địch nó tụi bôn nhanh luôn. Địch đánh thốc nhở, đánh kiểu cứ lên vát đánh xong rồi lại tụi bôn. Chạy gió đánh xong cũng lại tụi bôn. 1:30 sáng rồi, ngày mai thứ bảy. À lộn, ngày mai chủ nhật. Anh em Việt Nam all in tối hôm nay. Xong cái lại tụ bôn lên đỡ. Đánh này Q-Boy lên chắc bao nhanh. Sao lãnh đạo hả? À ừ đúng rồi. Kỵ bộ cung lãnh đạo quên mất. Lãnh đạo đến bộ 4 tuần nữa là bộ binh nha. Bộ mà ra tướng mới cỡ lưu chè thôi thì bộ làm bố game anh nhỉ. Bộ binh thì mình tướng đánh đồng thì nói chung cá nhân mình thì mình hy vọng là đợt tới hai con bộ binh là sẽ đều ngon. Tại vì đánh đồng hiện tại có bộ SC lưu chè thôi, Sargon lỏ quá, méo ai chơi. Là một là mình hy vọng là con đánh đồng ngon. Thứ hai là bộ binh đời tới khả năng cao sẽ có thêm một con rally. Đấy mà bây giờ bạn nhìn xem Taric cứ rally mấy con kiểu Bakkan CM trông a đuổi quá. Sắp tới mà ra thêm một con bộ binh rally cũng ngon nữa, là nhiều khi là bộ binh lên đỉnh thật đấy chứ. Là rare luôn đấy. Bộ binh là vừa có bộ mới rally vừa bộ mới đánh đồng, quá ngon. CM đi phụ 5 năm một bộ để hoành là được nhá.
bộ lại ra trừng phạt tiếp. Cái vấn đề của trừng phạt đấy, có một cái này mình cũng nói mình không thích lắm, đó là cái nón bộ cộng 5 ấy nó lại không tăng sát thương trừng phạt, rất là vô duyên. Tức là nếu mà bộ mới mà ra sát thương trừng phạt ấy thì nhà phát hành phải sửa lại nón bộ với tăng 5% sát thương kỹ năng cộng trừng phạt chứ. Chứ bộ mới mà ra sát thương trừng phạt nữa cho nón bộ cộng sát thương kỹ năng chả làm gì. Ví dụ bộ mới đi mà ra một con rally sát thương kỹ năng phát kỹ năng thì còn hợp lý để đánh Taric cộng bộ mới mang nón cộng 5. Chứ mà bộ mới mà ra một con sát thương trừng phạt cái là thấy là hơi a đuổi rồi. Vất vả lên cái nón cộng 5 thôi cũng không xài được, phí. Mũ 5 giờ đầy người lên được rồi. Nón KVK thì khó, cái nón thường bây giờ. Bây giờ các kỳ đã lên đến set lãnh đạo rồi. Chứ cái nón thường nếu mà người chơi kỳ khỏe bây giờ người ta lên đồ cộng 5 bình thường rồi. Khó thì khó đồ KVK với phụ kiện thôi. Bố làm bố hãy đến từ Chinese à? Em có bị ban không à? Không em. Hai triệu T4 lên T5 được khoảng bao nhiêu mao? 2 triệu T4 lên T5 được 12 triệu pao nhá. Thực ra là mình nghĩ là ra sát thương trừng phạt hay là kỹ năng gì cũng được, nhưng mà mình hy vọng nhà phát hành sẽ đổi cái mũ thành tăng cả sát thương trừng phạt và kỹ năng ấy cho nó đỡ lấn cấn. Trên đỉnh như nãy mình dự đoán là tuần sau có luôn. Chỉ có tuần sau hoặc tuần sau nữa thôi, nhưng mà mình thiên về tuần sau hơn. Tại tuần sau nữa thì sẽ hơi muộn. Hôm nay đã là 26, thì ví dụ mà thiên đỉnh nó ra vào tuần sau thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 5. Nó ngày mùng 5 là đẹp. Chứ còn nếu mà đến tuần sau nữa nó sẽ ra vào ngày ngày 12. Ngày 12 mà thông thường thì game sẽ thông báo update vào tầm trước ngày 15 hàng tháng, kiểu thế. Thì tự nhiên vừa mới ra event xong cái thông báo update mới luôn, tôi nghĩ là nó không ăn nhập lắm. Thì tôi nghĩ là tuần sau ra chỗ event luôn, cộng event thiên đỉnh luôn. Sau đấy đến tầm ngày nửa sau tháng 6 ấy, tầm ngày 15 đến ngày 30 là lúc đấy thông báo update là đẹp. Nghe nó hợp lý. Thiên đỉnh ra trùng pre KVK không thì mình cũng không để ý nữa. Cái này thì ai nhớ thì nhớ rồi chứ còn mình thì không biết. À mà thiên đỉnh nó hay ra vào trùng MGE nhỉ? Hay ra tuần sau nữa ta? Tôi nghĩ tuần sau nữa thì muộn quá. Cập nhật tháng 5 rồi ra event vào giữa tháng 6 rồi nghe nó hơi bị vô duyên. Có ra trùng MGE nhưng mà ra trùng pre-KVK không thì hình như là cũng có trùng pre-KVK ấy. Tôi nhớ có đợt nào có trùng pre-KVK. Tự nhiên em thấy anh skip luôn, em nhắn em tới bị gì ạ? Không phải là skip mà bây giờ rất là 1:40 rồi, gần đây các bạn thấy mình ngủ ít. Thức khuya, dạo này thức khuya không tốt lắm. Ok, hai bên đều booking skill, địch là bên chủ động hơn. Hãy cùng nhau tiến đến hồi cuối nào. 30 phút nữa. Cùng lắm địch chỉ công được phát này với hai phát nữa là hết vị. Có một cánh quân nhỏ móc lốp từ bên trái sang. Không phải nhỏ, cánh này chắc phải được tầm 30 đạo. Ui rồi. Tôi thấy có một hiện tượng lạ nha, có một chút gì đấy lạ lạ. Bên địch đi xuyên qua. Bên địch swarm À, có rally, bên địch swarm Herion luôn anh em ạ, vãi nồi. Chiến thuật, chết. Tỉnh táo. Nhồi lính. Đúng là về chiến thuật du ngủ là có thật mà. Căng vậy. Máu đâu?
Còn có 30 phút. Cái rally còn không ta? Mình không nhìn được cái rally á. Thu bé lại xem rally còn không. Ui, địch nó chơi khô máu em. Ui, địch vãi nồi. Địch chơi cảm tử rồi. Cảm tử rồi anh em. Địch kêu là vào swarm. Vào swarm Herion kệ phiêu luôn. Thì bây giờ nó quyết nó cướp đấy. Nó chơi cảm tử anh em ạ. Nhưng mà cái này mình nghĩ là cái này vẫn đép được. Nếu mà để ý nhồi lính xong lấy swarm mấy đạo xung quanh thì địch chỉ có lỗ thôi. Mình nghĩ là pha này nếu mà nó sao mà ăn được ta. Pha này nó thật là địch gấu quá. Địch là vừa rồi đúng bài liều đấy. Địch là xác định là phiêu không ăn được nên là địch khả năng cao là cắm chỉ dấu rồi tất cả vào swarm luôn. Không được. Nhưng mà cái pha vừa rồi là một biểu hiện cho cái việc gọi là địch cũng đang bí ấy. Chạy đất thấy clear bone 648 không được nên là chơi gọi là chơi liều luôn. Cũng mất bình tĩnh rồi. Tưởng mà ăn được nữa thì hơi nhức đầu. Không, địch vừa rồi là chơi liều, đánh bài liều. Khó lắm, 648 đang còn đông mà. Cái bệ này hình như là cho nhét vào 3 triệu lính đúng không ta? Em vừa mới coi Rock Line Boss K1 500 triệu pao, thấy Rock mở miệng là hỏi liên tục. Là sao, vụ gì ta? Không, mình hả? Mình hỏi cái gì ta? 3281 kêu bỏ, nhưng theo anh thì SRM33 đánh không à? SRM33 vẫn đánh, nhưng mà họ bay thì biết chừng. Họ bay thì lúc nào thì không biết. Theo anh phóng viên hiện trường, anh thấy quyết định này thế nào? Quyết định này đi vào lòng đất thì còn gì nữa. Thôi, nói chung là địch sau pha vừa rồi là địch khả năng cao, địch cũng bí rồi, đẩy thêm 2 phát nữa là đi ngủ là vừa. Theo anh đồng minh ăn không anh? Mình nghĩ là ăn nhá. Ngày nghỉ Việt Nam mình úp tham gớm lắm. Như thế là cũng bí rồi. Bây giờ clear field để mở rally vào cũng không được. Bây giờ chơi liều mở rally rồi đâm vào swarm bừa không được thì coi như là pha này là nản rồi đấy. Về mặt tâm lý học là pha này là phải bị nản này. Đúng không? Pha này là dễ là những pha kiểu thành viên là bắt đầu chửi R4 R5. Phụ kiện đánh phiêu nên lên gì trước? Mình nghĩ là nên lên nhẫn sừng thôi. Combo quốc dân. Ba Nepki solo nhau. Bên 2377 bắt chết 2 triệu lính và 2 BQ boy à? Bắt nhưng mà ý là bắt nick nào chứ? K1 ánh sáng đêm trường được không anh ạ? Mình nghĩ ánh sáng đêm trường cũng là một phụ kiện ok. Nhưng mà K1 và các bạn đúc thì hơi tốn vật liệu cam đấy. Ây da, địch còn nhiều red phết. Ui, kinh của bên 2405 còn gớm đấy, khoảng hơn 20 tỷ red. Châu gớm nhỉ.
Này là chuẩn bị sẵn nét để khô máu với 648 rồi. Hay có khi nào nó chuẩn bị kỹ làm lại một phát nữa y chang ta. Bumba này. Do thám thử xem địch. Ui ông này sắp hết red rồi. Hai ui bomba 29 triệu vàng đánh đấm gì. 800 triệu vàng. 4 tỷ vàng được đấy. Ui cha. Sao tôi nghe nhiều booking thế. Nữa không, nữa không. Mình nghĩ là nữa, thả rally các bạn, thả rally rồi. Nữa, 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 nữa. Địch kêu hồi nãy chỉ là tai nạn thôi. Trái đất kêu hồi nãy chỉ là tai nạn thôi, chúng tôi quyết định làm lại. Nhưng mà rally chạy hơi sớm, fuel chưa lên, rally. Rally chỉ có 5 giây thôi bốc hơi. Rally đi trước, địch đi sau. Địch lại vào, lại swarm. Nói chứ để xem. Herion nửa cây. Sát thương swarm 14.000. Nhưng mà 648 đông như này làm sao mà nó swarm được ta. Cứ nhét quân vào liên tục thì swarm thì lỗ chết. Mấy cha này không buồn cười gì à? Kiểu nó cũng bí rồi đấy Linh. Bây giờ nó clearable, nó không clear được. Bây giờ nó kiểu nó liều luôn đấy. Nhưng mà làm như này là cũng nản rồi. Coi như đánh mấy pha nữa rồi nghỉ thôi. Mình zoom bé lại xem còn nhiều không. Ui pha này bồn nó cũng lớn rồi, nó không sờ vang được. Nếu mà nó cứ chỉ tất cả lính vào trong cái bệ cấp 5 này để sờ vang thì 648 kill free thôi. Mình không nhìn được máu. Máu nhưng mà sát thương sờ vang thấp lắm. Sát thương sờ vang cái Herion này có khoảng 3.000 à. Pha trước chỉ là tai nạn, pha này đi thẳng xuống lòng đất rồi. Này đúng kiểu búp kêu. Đúng kiểu búp kêu rồi. Thì nếu mà tất cả ấn hết vào cái bệ 5 này ấy, thì lại không đánh đồng. Không đánh đồng thì free kill. Không mà cả hai pha đều tan. Hai chục phút nữa xong rồi. Vừa thấy bóng dáng hạng vũ Belly đâu đây. Mình nghĩ là địch sẽ làm thêm khoảng 2 phát nữa. Hảo hán nào cầm Saladin à? À cái đền này có quan trọng không anh à? Có chứ, đền này nó cung cấp búp mà. Tấn công đội quân 5%. 5% mà nhân cho... Ví dụ 100 người chơi đi, mỗi người chơi 6 đạo đi là ra 600 đạo rồi. Đặc biệt cũng lớn lắm chứ.
Win cây vì cây rồi anh ơi. Có vẻ 2.75 win là có tại đồng minh quá mạnh rồi. Có cửa win chứ. Cây vì cây khó chứ phải là cây vì cây bít cửa đâu mà lo. Mãi chúc mừng boss rock win cây vì cây rồi nhé. Như này là win luôn rồi à? Bất ngờ vậy. Chưa, địch còn 2 trại nữa anh em ơi. Địch nó còn 2 trại full lực đang ngồi chơi sơi nước. Giờ này chạy đất nó ra đông phết chứ, nãy giờ nó ra cả lúc càng đông rồi. Và 48 cũng đông. Nhưng mà nếu mà cứ đâm đầu nhưng mà thiêu thân thì chỉ lỗ thôi, chả được cái gì. Địch còn 2 trại nhưng nhưng lục đục nội bộ rồi anh nhé. 2975 lo 2.5 trại đồng minh, lo 1.5 trại là win KVK quá dễ. Tự nhiên anh em nói nghe thấy phấn chấn hẳn. Nhà tính mình cẩn thận lắm, mình không nghĩ dễ vậy đâu. Làm gì mà gọi là gì ra, giống người ta hay nói câu gì ta, câu gì mà trong mấy cái chuyện ngôn tình người ta hay nói đấy, gì nắm tay em mà cái gì nắm tay hay là nắm cái gì đấy mà ngỡ như có cả thanh xuân trong vòng bàn tay đấy. Quên sự rồi. Đại loại thế. Giống kiểu bây giờ win zone 4 ngỡ như đã thắng cả KVK. Chết dở, chủ quan chết. Tập trung công lực. Anh đang tưởng tượng viễn cảnh một trại, nó tính có đánh tiếp cũng chỉ top 4 méo quà gì, nó bỏ không đánh luôn là đẹp à. Em thì em nghĩ là thay vì nghĩ và hy vọng địch bỏ thì chúng ta có phải chuẩn bị tâm lý là cân tất. Ý là 2 đánh 4 thì em nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Thì ví dụ trường hợp mà chúng ta nghĩ trường hợp mà 2 đánh 4 thì mà chúng ta ăn được. Rồi sau đấy ví dụ mà thật sự là địch như vì một lý do đấy địch bỏ đi. Thì là chúng ta ăn chắc đúng không? Nếu mà đang tính đến viễn cảnh 2 đánh 4 ăn được thì thôi cứ chuẩn bị tâm lý 2 đánh 4 còn hơn. Còn hơn là chuẩn bị tâm lý hy vọng là ví dụ địch nhiều khi thằng này thằng kia nó không đánh. Đến lúc nó có đánh cái chết dở. Gỡ xong là tắt thở. Chắc địch làm 2 phát nữa nhỉ. 14 phút. Bây giờ mở cái rally tầm khoảng 3 phút nữa rally chạy làm 1 phát. Sau đấy hội quân làm phát nữa, end. Nghe như bài răng khôn của anh á. Bài răng khôn là bài gì ta, mình không biết. Map thường kéo man tỷ lệ ra game nhiều hơn map KVK hay sao ấy anh? Đúng rồi nha. Map thường kéo vài con là rớt game rồi, map KVK có cái nịt. Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi bàn tay sẽ bên nhau đến trọn đời rồi bao mùa. Đôi bàn tay ấm áp rồi xa vỡi, không phải cái đấy, để tôi thử tìm từ Google. Câu này cũng hay gặp mà. Ngỡ như có cả thanh xuân trong lòng bàn tay. Chả có, tôi đã nhớ câu ấy là câu gì. Ngày xưa mình cũng không nhớ mình đọc ở đâu. À, năm tháng ấy bắt được con ve sầu, cứ ngỡ cầm cả mùa hạ trong bàn tay. Nó là như thế anh ạ. Nhưng mà sau ấy chắc ông nào tổ lái ra chuyện tình yêu chăng. Năm tháng ấy bắt được con ve sầu, cứ ngỡ cầm cả mùa hạ trong tay,
Lớn lên mới biết nó là con gián, định mệnh. Thằng này nó chế à? Đại loại như thế anh em. Ngôn tà lù. Anh để một nick bên chạy nước làm spy à? Thế thì anh phải kick world, đúng rồi, nick bên 3166 trong KVK này mà anh phải kick world lên. À, 5-7 tuổi bắt được con ve sầu cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời. Ái da, hợp lý hợp lý. Nghe hay lọt tai. Văn tán gái là có thật. Căng quá anh em ơi, cổ vũ 648 đi nào. Đang cổ vũ 648 hết bình. Mười phút nữa, pha này là pha cuối rồi. COD big update anh ơi à? Thông báo chưa ta? Hay là vẫn là cái update cập nhật hôm bữa ta? Cập nhật hôm bữa thì anh xem rồi. Tính làm video mà không có thời gian. Mẹ kêu nắm tay có bầu, văn tán gái đầu lòng. Thế méo nào, em nắm tay sao có bầu được? Nay không đánh mà lai trễ vậy anh à? Nay bế con anh em ơi, ngày mai anh bế con luôn. Nói chung là trong khoảng 2 tuần tới thì thời gian khá là bận. Bố mẹ mình về quê đi du lịch rồi, đi họp lớp rồi tranh thủ đi đi du lịch Quảng Trị các thứ, kiểu về quê ngoại ấy. Nên là ở nhà chỉ có hai vợ chồng xoay sở thôi. COD có kinh thì update lâu rồi mà, đâu phải là mới update đâu. Nói chung là bác Rock Thua L là mọi người được xem stream cuối tuần đỡ chán. Cày thế nhở. Thật chứ tôi đã hy vọng là ăn được cái OL. Nhưng mà thôi thua. Ê, chiến thuật mới. Bên địch vẫn tỉ anh em ạ. Bên địch xem nào, tại sao không đi từ trên xuống mà lại đi từ dưới lên? Lại một trò thú vị gì của các ông Tây Lông bày ra. Để tôi thử dùng cái bộ não 160 IQ suy nghĩ thử xem là tại sao không đi từ trên kia xuống như nãy giờ mà đi từ dưới lên. Vừa được thầy phong thủy tư vấn à? Vẫn lên swarm bệ 5. Tôi cũng chưa hiểu lắm. Khả năng cao là thầy bảo là từ trên đánh xuống không hợp phong thủy. Các con phải đánh từ dưới đánh lên cho thầy. Ok, rally đang chạy. Nhưng mà rally này liệu có ai swarm không? Quan sát nói vậy chứ không chủ quan được. Bệ còn 70% máu. Rally bay màu chưa? Nhưng không thấy rally đâu. Sát thương swarm bệ có 7400 thì cũng không quá là nguy hiểm. 648 vẫn là nhồi lính được, nổ sát thương 49000. Mình nghĩ là bệ vẫn ổn thôi. Ui da 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 da.
Có, ui, đông 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 đông. Hình như địch nó có hai bôn anh em ạ. Chết chết rồi. Nhét lính vào, nhét lính, nhét lính. Địch nó có hai bôn anh em ạ. Một bôn đi từ dưới lên rồi, một bôn đi cửa trên luôn. 11.000 đam rồi. Chưa 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 chưa. 648 vẫn chỉ anh em nhét lính vào vào bệ 5 được. Vẫn nhét lính được, vẫn ra cứu được, cứ không. Cứ bình tĩnh, nhét lính rồi vẫn. Ôi. Hình như gãy key rồi. Hình như à không, bị lag mà anh em ạ. Vẫn có Hera nha, vẫn có Hera. Không sao, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Vẫn được, vẫn được, vẫn được, không sao, không sao, không sao. Vẫn được, vẫn được. Tại vì địch ấy, nó chỉ chăm chăm, nó spam cái Herion này thôi. Thì nếu như mà chạy gió cứ nhét lính vào, rồi spam mấy đạo đang spam cái Herion thì mình nghĩ là vẫn ngon, chả vấn đề gì. Tại vì khi mà nó chỉ có chăm chăm nó đi spam ấy, thì cái đội quân ấy nó đâu đánh đồng đâu. Nó chỉ có chăm chăm nó lao vào cái Herion thôi thì với từng này đạo quân Herman thì ra các lượng nó quạt trả cho thì... Nói chung là đánh giá là gọi gì ta, đánh giá chạy đất là cũng có sự thay đổi về mặt chiến thuật, nhưng mà không ăn được. Quả mà bôn thứ hai của nó mà vào là cũng hơi nguy hiểm đấy. Cũng hơi sợ nhỉ. Ừ, hết vị rồi, pha này xong là hết rồi chứ có gì nữa. Không, nhưng mà giống kiểu như là nó chỉ có tham trăm nó vào nó sầu am cái bệ 5 ấy. Thế xong mọi người cứ ở quanh đấy thôi. Mỗi người nhét một đạo vào xong xung quanh sầu am, tại vì đúng cứ cho nó đông đi nhưng mà nó chỉ có tham trăm nó lao vào nó sầu am mà. Mà các bạn biết đó, đi được từ đây đến đây các bạn nhìn chắc chỉ khoảng một đốt ngón tay. Nhưng mà biết bao nhiêu đạo với N cái hiệu ứng, vừa là làm chậm, vừa là câm lặng, vừa là giảm máu, giảm đép. Đi từ đây đến đây chắc còn cái nịt. Bắn AOE kiếm Q thì thôi rồi luôn. Em nghĩ cánh bên đó là mấy nick nhồi à? Mình nghĩ là kiểu hai liên minh ấy. Hai liên minh họ chia thành hai cái bôn lao vào thôi. Nói chung là cũng có ý tưởng. Cũng có ý tưởng. 3 chiêu này anh em đang làm hoài à? Chiến thuật Tây Long sao ăn nổi, chiến thuật Việt Nam thực tế và lịch sử đã chứng minh.